Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi là Play, ra từ là Ben New Version is a BS Ba Ben Zikanatut and Ben Chapter 2 Live Survival and ra từ Ben 2 Mode. Ok, for Play ra từ em The New Version. Đây một phiên bản mới nha các bạn nha. Ok, bắt đầu vào chơi nè. Mình sẽ bắt đầu ấn cái nút này nha. Hey you! Are you food? No, I am looking for little Timmy. Have you seen him? Whoa, technology. Food? No, little Timmy is little Timmy. I am going to consume you. Oh no. You should have eaten a Snickers bar. Ok, đã tiêu diệt xong con nè. Ôi, là bớt mới kia nha các bạn nè. Tiếp theo sau đó mình sẽ chạy xuống này. Đi xong gặp bọn ending ở ngoài đây nhé các bạn nè. Let's go. Ok, bắt đầu mình sẽ mở cánh cửa. Whoa. The technological advances of the modern day are truly something to behold. It is truly a wonder to live in this day and age where humanity can make the impossible possible. In other words, whoa, technology. Technology. Perhaps this will lead me to Timmy. Little Timmy, is that you? Hey, I'm the large lion man. I'm pulling the new lift here. Look at me go. Okay, tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi một phiên bản khác. Ben Ben Mode 2. Select play now. Tiếp theo sang một phiên bản mới mốt Ben Ben. Going to flooding game. Mình sẽ select lại nha. Trying to loading game. Ok, trying to loading game. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ cho các bạn xem đây hình dáng của con Ben Ben Mode nha. Mẹ nó mút nó thay thế con Obelabert. Ok, đây là con Ben Ben này. Ok, sau đó mình sẽ sang kia làm nhiệm vụ tô màu cho các nhân vật bên đây nhá. Ok, let's go. Bắt đầu sang bên kia. Rồi con Ben Ben nó sẽ sang đuổi nhá các bạn nhá. Ok, mình chuẩn bị lấy đài này qua đây luôn nhá. Ok, bây giờ bắt đầu tô màu cho các nhân vật đây. Con này sẽ màu trắng nhá, Ben Balina. Ok, đây sẽ màu xanh. Obelabert sẽ là màu pink nhá. Đây là con Captain Fail sẽ là màu blue. Stinger Flan sẽ là màu cam. Ok, đã xong. Rồi mình sẽ lấy cái thẻ này nhá. Rồi con Ben Ben kia nó sẽ sang đây. Nhiệm vụ của mình mới là sẽ trốn thoát khỏi con Ben Ben này nhá các bạn nhá. Đầu tiên mình sẽ qua cảnh giam ke trước. Sau đó sẽ trốn thoát khỏi con Ben Ben này sau nhá các bạn nhá. Nó bắt đầu sang đây rồi. Ok, bắt đầu chạy trốn khỏi con Ben Ben này nào. Okay, bắt đầu cho đứa bay đập vào đây nhá. Ok,
Go. Ok, để cho con cảnh nó kè trước nha. Còn nó chạy sang này. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ trở lại nha, sẽ chơi vui. Ok, please do we try again. Ok, con mèo nào nó bắt đầu nó sẽ sang đây nhá. Sẽ phải đập lại nhá. Nó đang đứng gần đây luôn này. Ok, let's go. Ok, vậy là tiêu diệt xong con men men. Nó đã bị rơi xuống trước kia rồi nhá. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi một phiên bản khác. Ben Ben Chu in my class. Ok, bật lên nào, Ben Ben Chu. Ok, đoạn này đã tiêu diệt xong con Balina rồi. Rồi mình sẽ chơi lại nhá. Copy lại map nào. Ok, play now. Ok, let's go. Đầu tiên mình sẽ lấy cái remote này nhá. Sau đó mở cái cánh cửa, bắt đầu tiếp tục đi di chuyển. Ok, đã mở cánh cửa bên này, tiếp tục sang bên này nhá. Đây, mình sẽ vào đây lấy một cái cần gạt bên đây nhá. Tiếp tục di chuyển ra ngoài. Nó đập các nút ở đây nhá, sau đó cho cánh cửa kia mở. Ok, đập hết các nút rồi nhá các bạn nhá. Ok, cửa bên trong góc này đã mở. Chuẩn bị xuống gặp con nam nam, mình sẽ lấy thêm cái nút để tí nó còn mở cửa nhá. Ok, bắt đầu sẽ xuống đây. À đây, mới xuống gặp con nắp nắp nhá, bố cũng sờ nắp nắp. Mở cánh cửa bên đây nhé các bạn nhé. Ok, đo open, tiếp tục xuống dưới đây. Lấy thêm một cái một lúc cây để tí sang bên kia. Bây giờ sẽ ra gặp con nam nam nhé các bạn nhé. Con nam nam nó sẽ chuẩn bị xuất hiện. Ê, nó đang chạy xuống đây rồi.
nó lát lát rồi nhá. Ủa nó đuổi kìa. Ra đến kia rồi mà nó vẫn đuổi này. Không biết nó bị mất rồi. Nó đã bị đai rồi. Tiếp theo sau đó sẽ lên gặp con Ben Ben nữa các bạn ạ. Ok, xong blue cây vào đây. Ok, con Ben Ben nó xuất hiện này. Xong một map mới, chúng ta cho mình sẽ làm nhiệm vụ của quanh đây nhá. Là cái nút này nè. Ok, xong tiếp tục nút này. Xong gạt cái cần này. Ok, để map Captain Fail. Đây có con Captain Fail này các bạn. Đây, mình sẽ sang bên lệnh vụ lấy cái nút nha. Okay, đã lên một cái nút để mở cửa bên đây. Ok, chuẩn bị sang một con Omilabert sẽ nó sẽ chọc quăng trong đây nhé các bạn nè. Ok, đập các nút lại. Sang bên đây chuẩn bị gặp con Ovilabert, nó sẽ chuẩn bị giam ke đuổi nhá các bạn nhá. Đầu tiên mình sẽ để cái cần gạt đây trước. Ồ, chưa thấy nó chết. Nó chết rồi. Chết rồi. Ovilabert. Mình sẽ chờ map đó sau nhé. Nói mình sẽ chưa gặp bẩn về bên chu trên mai cái lá đặt trên để tìm sẽ gặp con Ben Balina boss cuối final nhé. Ok, lát kìa. Đây là chuẩn bị trốn thoát của con Ben Balina các bạn nhé. Bây giờ sẽ phải trốn thoát của nó các bạn ạ. Chuẩn bị chạy nào. You've been a bad student. Okay, let's go. Vậy xe nó đuổi. Đây là con Zumi rốt rồi. Okay, xong chapter 2. Rồi sẽ chuẩn bị sang một part mới nhé. Nó đang đứng ngó trên kia con Slowsila. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Ben Ben chấp
Chulai Suvivan. Bắt đầu sang bên đây làm nhiệm vụ nha các bạn ơi. Sẽ lên tầng làm nhiệm vụ. Bây giờ sẽ nối đầu dây theo thứ tự nè. Đây là số 4 nè. Ok, số 1. Nối sang số 2 bên này. Số 2 sẽ nối sang số 3. Đây là số 3 sang số 4 ở đây nè. Sang 5 bên đây. Ở đây có hình con rồng một rốt này. Ok, sang đây là số 6. Ok, số 7 bên này. Ok, bên đây là số 8 này. Okay, số 10 bên này. Okay, vào đây lấy cái thẻ nha, chuẩn bị chiến đấu với con năm nha. Ok, bắt đầu chạy nào. Con năm nam nó đang đuổi đấy các bạn. Sau đó mình sẽ chuyển sang chơi một trò Ben Ben Zikan Latin. Ok, bật lên nào. Ok, mình sẽ mở mạng lên kết nối với Ben Ben Zikan Latin nhé. Ok, bật lên nào, chào tụi bạn. Ok, bắt đầu game. Đầu tiên mình sẽ đi tìm cái đẹp pin nhá.
Okay, tiếp tục vào trong cái cống này tìm hai quả trứng còn lại nha các bạn nha. Okay, trong hai cái cống này sẽ có hai quả trứng nữa nha. Và mình sẽ đi vào đây để lấy nha. Ok, đã thấy một quả đây rồi. Tiếp tục quay lại cái cống kia, lấy thêm nha. Ok, trong góc này sẽ có một quả trứng nữa. Và thấy con Ovelapus mới nó ngó mặt ra này. Okay, bắt đầu đi ra ngoài khuôn viên nhá, cho trứng vào cái giọ nhá các bạn nhé. Ok, đi vào góc bên này. Ok, bắt đầu cho trứng vào đây nhá. Tiếp tục đi xuống dưới nha. Ok, chỉ mới bắt đầu ra sẽ gặp con Ovelapus nhé. Con Ovelapus nó sẽ đuổi mình. Ok, bắt đầu đi ra ngoài nào.